Trời đất quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi, trời đất ơi, tôi nói cô chú anh chị nghe nè, Vlog Trúc Ngân bị kiện. Mà kiện cái vụ gì cô chú anh chị? Tôi buồn cười ở cái chỗ thế này nè, cái người truyền tải thông tin á thì không kiện á, cái người đưa ra dữ liệu rằng là người thân người nhà gì của cô ấy đó, là coi như là đưa lên mạng xã hội rằng là người thân người nhà của ấy đi đến trên đó rồi muốn gặp thầy là phải tốn bao nhiêu tiền gì đó á. Cái người đó đó mình phải cần cần cái làm cái từ gốc đó, đi chia sẻ con cái người đó, thấy nó lan man trên mạng người ta chia sẻ lại câu chuyện đó đúng không? Chẳng hạn như tôi thấy tôi nói trời ơi cái này không biết thật hay giả đây, nếu mà thông tin này vậy đó mà đi kiện kiện bằng cách nào nè. Cái thằng kiện đó, cái thằng gì thằng đạo gì đó kiện cũng dở không có hiểu gì hết trơn. Nhưng mà tôi nói cô chú anh chị nghe, thấy không, chưa đứt chưa già, chưa đứt đứng trước vành móng ngựa thì chưa có ai gọi là tội phạm hết, đúng không? À, nói chung là chưa đi mưa thì chưa có lạnh, mà coi như á là cái kiểu mà này kiện là kiện sao, kiện cái kiểu lấp liếm hay là cái kiện kiện cho đã cái nư đưa lên trên mạng xã hội khè ta cho ta sợ gì? Trời ơi trời, có ai mà sợ ai đâu mấy má ơi. À, kiện cái gì? À, thông tin anh á, anh thích thì anh kiện cái người nào đưa ra dữ liệu, anh đối chất với những người ta đưa ra dữ liệu kìa, bày đặt hở ra cái kiện cái thưa thưa cái gì em không, mình có nhận hay không nhận á, tao nói cái con bé đó nó có bằng chứng kìa đó, rồi nó có bằng chứng thì rồi thấy cái cảnh với nó đúng không? Nhưng mà tôi nói cô chú anh chị nghe, chưa bắt tại trận á, thì coi như là đứa nào cũng vậy. Ngày xưa cô chú anh chị cũng nhớ tụi Tuấn hộ pháp không đó. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha, ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Thấy cái màu thấy cái dấu hiệu của nó là nghi ngờ la làng lên liền đó. Nhưng mà rốt cuộc thì sao của chú anh chị, rốt cuộc thì nó và đồng bọn nó thì sao, giờ còn nữa không, còn xuất hiện nữa không? Không có ai mà tự nhiên mà hả đi nó không có lợi ích hay hoặc không có gì mà nó đi nhiệt tình như vậy hết chứ, đúng không cô chú anh chị? Rõ ràng cái nào mình nói thực tế, cái nào đúng đúng cái nào sai sai, chứ không có cái chuyện mà tự nhiên cái bỏ công bỏ việc giống như tụi Tuấn như cô chú anh chị nào. Tụi Tuấn đó nó bỏ công bỏ việc bỏ vợ bỏ con đi theo, bắt đầu kiếm chuyện người này kiếm chuyện người kia không cho tiếp cận ông thầy. Rốt cuộc tôi nói thật ra cái ông thầy này á là coi như là bị tụi nó lợi dụng hết, bị lợi dụng hết, giờ đâu có còn hạnh đầu đà đâu gì nữa. Tôi nói thật á, giờ không có hạnh đầu đà gì được nữa rồi. Bởi vì sao, hạnh đầu đà nằm ở ngoài công ty phải không, đúng không? Rõ ràng như vậy luôn. Trời ơi bây giờ á, nếu mà đúng ra đó tụi nó phải buông tha cho ông, phải không? Buông tha cho ông, đừng quay ông nữa, phải không? Cái văn cái ông Minh Tuệ ông đưa ra một cái tờ tờ đơn, nói chung á là nhiều người nói rằng á là tôi ban đầu tôi cố không có đồng ý với cái chuyện mà ông Minh Tuệ này ông đưa ra cái tờ đơn tu mà còn sân si này kia nào tự viết đơn, nhưng nên như vậy theo bản bản thân tôi, ông tôi ủng hộ ông nên như vậy. Vì sao ông viết nên viết như vậy tu, nhưng mà bây giờ á phía công ty cũng quá dở, phía công ty thật sự là quá dở. Dở là gì sao ạ? Dở là gì, coi như là nếu như vậy thì người ta đứng đại diện người ta làm luôn, đúng không? Chứ để ông Tài ông viết như vậy thì nhiều người người ta quay xe nhiều lắm, thật sự người ta rất là nhiều người quay xe khi mà biết ông Tài này ông còn tham sân si, ông còn sân si thấy không, chứ ông tự viết là còn sân si. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ là nên như vậy, viết cái đơn gửi lên mà xưng phải mình có đầy đủ coi như là tên tên họ rồi này kia cái nọ này, tự nhiên lấy pháp danh mình Minh Tuệ thôi à, rõ ràng thấy không? Không có tự thích trong đó, mấy người kia ông thích Minh Tuệ là sai, thấy không? Mấy người kia ông hả cái gì này kia kia nọ đó là sai hết, ổng chỉ là Minh Tuệ, ông tự ông đặt pháp danh ông là Minh Tuệ thôi đúng không? Rồi à, ở đầu là ha, cái việc của ổng bây giờ thấy không là nhiều người quan tâm lắm. Sáng nay nè, như sáng nay ông đâu đi khất thực khất gì được cô chú vậy, sáng nay ông đâu khất thực khất gì được,
ra cửa ông đứng ông ngó 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 ông ngó 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 rồi xong ông đi ông nhận cái hai của hai người gần đó, không biết là hả vô tình hay cố ý thì mình không biết, nhận hai người gần đó thôi đủ dùng rồi, vô thọ cực thôi chứ sao bây giờ của chú anh chị, đúng không? Đó, cái dân chúng mình nó ngộ lắm. Bây giờ nhiều người bắt đầu ngộ, nhận ngộ ra rồi nha. Ngộ ra là do mình bị mù quáng, do mình bị cuồng tin cuồng tính, do mình thế này thế kia cho nên mình mới dính như vậy. Chứ còn á hả, tính ra ông Minh Tệ này không có cái gì hết đó, ngộ rồi, ngộ ra rồi. Còn ông Minh Đạo á, ông nói ông sao biết không, ông Minh thầy ủng hộ ông Minh Tệ đó, ông Minh Tệ thành tu đắc đạo rồi. Ai nói là ông Minh Tệ tu đắc đạo, ai chứng kiến cái đó, bậc A La Hán nào hả, bậc thánh nhân thánh hiền nào coi như là khẳng định điều đó, lấy cái gì coi như là chứng minh được đấy, đúng không chị? Sai hoàn toàn, sai hoàn toàn, đúng không? Bởi vì những cái sự tung hô mù quáng của quý vị á, nó dẫn đến là gì của chú anh chị, nó dẫn đến là người ta tin, người ta cuồng tín, người ta kéo lên trên đó, dẫn đến đông người, dẫn đến mất an ninh trật tự ở địa phương đó. Mình yêu, mình quý, mình mến đó, mình để trong tâm, để trong lòng mình là được, đúng không? Phật ở đâu có chú anh chị? Phật ở trong tâm mình, chứ đâu phải Phật là coi như là mình phải đi lên trên đó thức khuya thức hôm rồi bắt đầu là mình chen lấn xô đẩy làm gây mất an ninh trật tự. Thậm chí người ta đi tu mà mình ở bên này làm như người ta ca sĩ đứng bên này hồ la hét sùm, thầy ơi thầy ai dơ xe ai này cái đó, mình làm gì để anh chí? Ủa vô anh chị, mình làm gì để anh chí, đúng không? Cái đó có phải là những cái người mà coi như là cuồng tin cuồng tính rồi coi như là dẫn đến là một cách mù quáng không có chú anh chị, đúng không? Nó phải là như vậy, thấy không? Đó thì trở lại chút xíu một cái đơn của cái người mà gọi là gì đó đạo gì đó hả. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện đó, theo của chú anh chị cái đơn đó người ta nhận, người ta giải quyết, nhưng mà giải quyết như thế nào? Người ta nhận đơn, người ta giải quyết, nhưng giải quyết như thế nào, đúng không? Giải quyết nhưng mà giải quyết như thế nào? Cái đơn từ tôi thấy nó cũng không có rõ ràng lắm nha, nó không có rõ ràng. Bởi vì nếu như vậy người ta phải ngược đi ngược lại nha, ngoài cái đơn nó không á, nó phải kèm theo một cái USB nữa, USB lưu lại nha, cái file lưu lại cái file đó để cho cơ quan công an người ta mở, người ta xem từ đoạn nào tới đoạn nào. À, nói mục đích chủ thể là ai, người nào, đúng không? Đạo thì rất là nhiều đạo, Minh đạo, Giác đạo, Tu đạo, đạo u u, đạo lộn nhộn, rất là nhiều đạo. Đạo là đạo nào, ai là đạo, chỉ đích danh cụ thể là ai, hỏi gì đạo, hỏi gì ở đâu, đúng không? Tôi nói rất là nhiều thứ lắm, nhiều thứ để phải bàn cãi trong câu chuyện này lắm, chứ không phải đơn giản là anh làm như vậy xong cái đầu là hả anh nói ra là điều đúng hết, anh nói ra là điều thế này thế kia hết, đúng không? Đó, cho nên là cái việc mà cái việc mà hả đưa cái đơn thưa ra hù dọ khỉ hù má thôi. Một tôi nói thật á, không phải cái đơn nào thưa cũng được đâu có chú anh chị, nó phải theo trình tự, nó phải đúng bài bản, nó phải đúng đàng hoàng. Bởi bản thân các anh á, hằng ngày các anh đã làm đúng chưa đó? Đúng chưa, đúng không? Hở ra bắt đầu là các bạn á, lên các bạn đến 9 đến 10 cứ đụng ra cái mà các bạn đến 9 đến 10 tức là các bạn làm cái việc các bạn vẫn còn quan tâm nhiều người khác, đúng không? Nhiều lắm. Nếu mà để người ta nói với bạn nhiều lắm, mấy bạn này có hù mấy cái kênh YouTube, tụi nó chịu nắng chịu mưa chịu sương, tụi nó là coi như là hả nó ăn muối với chanh nhiều lắm rồi, thấy không? Cái đơn đó ai mà đâu mà giải quyết đâu mà nhận người ta, giờ nó cũng phải là ừ, đạo là cái gì đạo, nó nói vô đạo nào, nó nói đạo vũ hay đạo ù ù,
Trần Văn Đạo, Nguyễn Văn Đạo, thích Minh Đạo hay là thằng nào Đạo, nó đưa hình các bạn lên chưa? Nó đưa hình lên nhưng mà ai nói trong đó? Cái nó sờ quần ở nó mà khè quá, hù lại tôi mệt mấy anh quá. Mấy anh đi pháp lý nhiều chưa? Mấy anh đi pháp lý nhiều chưa? Tốt nhất để cho ông thầy ông tu yên đi, đừng có lợi dụng, đừng có lợi dụng lòng tin, đừng có lợi mượn tạo mượn đạo tạo đời, đúng không? Ông đang đi tu thì để ông đi tu đi. Mấy ông chính là những thằng coi như là quay hàng ngày kêu gọi những người cuồng tin cuồng tín đến đó, chính các ông truyền tải ra những cái video clip đó để cho nhiều người kéo đến đó gây mất an ninh trật tự địa phương, chính mấy ông chứ không ai xa lạ, rõ ràng chưa? Chứ đừng có nói mà ai tại bị gì đây, chính các ông, thấy không? Cho nên nó đừng có bày đặt là lên đây là coi như là múa múa mòm múa mỏm rồi tôi sẽ làm pháp lý người này pháp lý người kia, hù cái mẹ gì, cá nhân và cá nhân đắc gì đâu. Tụi mày làm đúng thì tụi mày không sợ trời sợ đất vậy. Mà người ta nói lên thực tế đi, rồi ta đi lên ta về ta thất vọng vô cùng. Thằng Đạo là cái thằng nào, là cái thằng là ấy điện thoại của người ta đúng không, làm rớt cái điện thoại của thằng là đại tí đúng không, cấm người này quay cấm người kia quay thì kết quả thì sao? Đã thất vọng nhiều lắm rồi, tụi bay tốt nhất tụi bay tha cho người ta đi nha, cả đám tụi bay luôn. Hở ra cái tụi bay nói là tự nguyện theo ông thầy, trời ơi. Trên đời này tụi bay không tự nguyện đi làm, tụi bay không tự nguyện đi ta làm những cái việc bổ ích xã hội, công ích xã hội, tụi bay không đi quét rác dọn đường, tụi bay không đi làm cỏ làm đồ lòng lề đường, đăng ký vô mấy cái phòng dịch vụ công ích chỗ xã hội, tụi bay không làm cho nó ý nghĩa hơn. Tụi bay đi kè kè chỉ chỏ người này chỉ chỏ người kia, chỉ mặt người nọ, coi lại cái tư cách tụi bay đi nghe, rồi nói chuyện tiếp. Hay ho cái gì tu cái gì, hỏi tụi bay nè, giờ tụi bay bữa giờ tụi bay đi với ông Toại á, tụi bay thấy ông bay được không, thấy ông bay được không, thấy ông biến hình được không? Ông như bao người khác thôi, tại tụi bay thần thánh quá. Thậm chí tụi bay còn có cái trò gì nữa, cái trò mà coi như là mua cà phê tặng một chai nước suối với cốc lọc của thầy, trời ơi trời, cái chuyện gì mà cũng nghĩ ra được hay thiệt đúng không? Thôi bớt đi mày, tha cho người ta đi nha, tha cho khầy đi, cái khầy còn đi cu đương tu mấy mấy con ấy. Mấy con tối ngày mấy con cứ quay chia sẻ thầy không, tụi bay không quay, tụi bay không chia sẻ ai coi, ai lên đó mà tụi bay mà nói là người này người kia phá, người kia này nọ. Cho nên á tốt nhất cấm là cấm hết, thấy không? Người này cấm người kia đưa được, đừng có nói là đưa giật tít câu like. Tụi bay không giật tít câu like thì tụi bay cũng nói ngày hôm nay ở đây gì người ta không biết người ta tới, còn mấy giật tít câu like chắc gì đã có chuyện đó đâu, người ta chưa chắc gì, người ta coi coi lần một, người ta coi lần hai. Nhưng mà tụi mấy thằng không giật tít câu like người ta coi mỗi ngày, mà người ta coi mỗi ngày người ta biết ở đó người ta kéo tới, mà kéo tới thì sao mất an ninh trật tự, kéo tới ông thầy có tu được không? Không, cũng chính tụi bay, tốt nhất là tụi bay nghỉ quay nghỉ gì đi cho người ta tu yên thân đi, chứ còn tu xã hội ta càng lên án thế thôi, còn quay người ta xã hội ta còn lên án, mà ta còn lên án á thì nhọc lòng lắm nha. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị nha. Nước cốt nhỏ hữu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Đây cũng là một nghiên cứu của Đài truyền hình Long An đã coi như là phát sóng cho bà con biết giá trị của cây nhào. Và sau đây mời tất cả cô chú anh chị xem qua lương y Nguyễn Công Đức, người đã nghiên cứu và người đã tìm hiểu cây nhào và giá trị nhào như thế nào nha cô chú anh chị. Đây là toàn thế giới đều có xài hết nha cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lương y Nguyễn Công Đức quý vị nhé.
Xin chào Lương Nghi ạ. Chào Thí Liễu, chào bà con đang xem đài. Thưa Lương Y, ngày hôm nay Thí Liễu chọn chủ đề đó là cây nhào. Thì trước hết thì Lương Y có thể giới thiệu về cây nhào cho bà con được biết không ạ? Thì chúng ta thấy cái cây nhào từ lâu người ta đã có nghiên cứu nó và đã có định danh nó đàng hoàng. Từ năm 1753 người ta đã đưa vào nghiên cứu và người ta giới thiệu cái cây nhào. Tên là thành phần mà dinh dưỡng ở trong cái trái nhầu là rất là tuyệt vời. Ngoài một số các cái vitamin cần thiết, nó có các cái vi lượng cần thiết, nó có các cái khoáng chất cần thiết luôn. Trị được là đau lưng nhức mỏi, phong tê thấp, thần kinh tọa, thoái hóa, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vân vân. Và một cái đặc biệt nó là nó kiểm soát được đường huyết. Với cái trái nhầu này, ổn định được huyết áp. Là hai cái là mình mê rồi. Đây là bệnh nền, mà bệnh mà của thời đại mà. Và một cái đặc biệt nữa là nó tăng cường, nó bổ cho xương khớp. Ba cái đó là tôi thấy là đã ngon rồi chứ không có nói gì nó nhiều nữa ha. Cái công dụng của nó như thế nào? Thứ nhất là bảo vệ tim mạch nè. Nó lưu thông được máu huyết, ngăn chặn được cái máu đóng cục. Là máu đóng cục là nó hay bị lắm. Nó tắc bất tử ở phổi là kẹt lắm ha. Và mà nhờ nó lưu thông cho nên nó chống được đột quỵ. Thấy chưa? Thấy cái công dụng của cái nước cốt nhầu đó là tuyệt vời chưa? Thế bây giờ là hồi nãy mình nói cái Illinois là cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ đó, là nó sử dụng nước ép trái nhầu, mình nói nước cốt đây ham, nó dùng mỗi ngày như vậy, ổn định đường huyết, ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu, duy trì được cái khả năng hoạt động lâu dài. Ha, cái đó là cái công dụng của nó, mà có nơi nghiên cứu, có nơi công bố. À rồi, bây giờ cải thiện chức năng xương khớp nghĩa là sao? Nếu mình uống vô thì nó không đau nữa, đau nhất thì không đau nữa. Rồi hỗ trợ kiểm soát đường huyết nghĩa là sao? Đường đang cao, uống thì thấy đường nó bình thường. Giảm mệt mỏi, như vậy thì mình đang mệt mỏi, rồi là thở không ra hơi, nhưng mà mình uống nó mình thấy khỏe, thì đó là giảm mệt mỏi. Cái nữa, tăng cường trí nhớ, nhờ nó đẩy máu lên trên não, nó mang oxy lên não, chống được cái là suy giảm oxy, thiểu năng tuần hoàn não. Đó là cái của cái trái nhầu này. Rồi và một cái đặc biệt nữa là trong cái ung thư, chất mà có ở trong cái trái nhầu để nó chống lại cái phát triển của các cái tế bào ung thư, chống được các cái khối u. Đó là cái chất đặc biệt, cái denmacantan là cái chất đặc biệt có trong trái nhầu ngừa được các khối u để trị được ung thư. Cái này là có cơ sở, có nghiên cứu nha. Đó, cô chú anh chị thấy một số công dụng rất là đặc biệt của trái nhào ha. Đây là coi như là một bài thuốc rất là quý và rất là giá trị của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và ngoài nước cốt nhào sản phẩm nhà làm ra thì đây có bên cạnh em còn có thêm cái cao so bóp cũng sản phẩm nhà làm luôn nha. Bị coi như là ai đau nhức xương khớp, trời chở trời mà đau nhức xương khớp, chơi thể thao bị bong gân trật xương khớp rồi đó, xịt vào so để so tan những cái chỗ bầm thì cực kỳ hay luôn ha. Đây là những sản phẩm nhà làm hết. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Rồi một lần nữa chúng ta hãy gọi để chúng ta được những sản phẩm nha cô chú anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều ạ.